Tử vi tuổi Dần tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Lộc Tài. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem tới vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Họ có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Người tuổi Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi, điều đó đã giúp cho họ thu thập được những thông tin, kiến thức ở bất cứ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, họ có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Và kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Phong Thủy Lộc Tài sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Dần trong tháng 12 âm lịch. Ở nội dung chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên của tuổi Dần, và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn dưới sự tư vấn của thầy Gia Cát. Kính mời quý anh chị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Đầu tiên là tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2020. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2020 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 năm 2020 âm lịch, tức là ngày 13 tháng 1 năm 2021 cho tới ngày 11 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Tháng này không phải là tháng nhiều đen đủi đối với những người tuổi Dần. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 12 âm lịch, những gia chủ tuổi Dần sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch ngày 12 tháng 12 năm 2020, tức là ngày 24 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 và mệnh chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Thứ hai là ngày âm lịch ngày 24 tháng 12 năm 2020, tức là ngày 5 tháng 2 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân. Đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 và mệnh chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Dần trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Đầu tiên là ngày âm lịch ngày 3 tháng 12 năm 2020, tức là ngày 15 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, nạp âm là Đại Hải Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch ngày 15 tháng 12 năm 2020, tức là ngày 27 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, nạp âm là Sơn Đồng Hòa. Thứ ba là ngày âm lịch ngày 27 tháng 12 năm 2020, tức là ngày 8 tháng 2 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc có liên quan tới xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cũng cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý của thầy Gia Cát hỗ trợ. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào xem tổng quan tử vi tuổi Dần trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất là về mặt sự nghiệp. Bước sang tháng 12 năm 2020, về phương diện sự nghiệp của người tuổi Dần khá trầm lặng. Trong khi bạn còn chần chừ, do dự thì người khác đã giành mất cơ hội. Chính điều này sẽ khiến bạn khó mà đạt được mục tiêu đã đặt ra từ đầu. Thời điểm cuối năm này, ai cũng đang cố gắng để hoàn thành xong công việc còn đang dang dở, chỉ mình bạn là bình thản. Bạn không tập trung cho công việc mà thường xuyên xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực,
lâu dần tích tụ thành nỗi lo lắng vô hình khiến bạn sợ hãi sự thất bại. Thầy Gia Cát khuyên bạn hãy dũng cảm hơn trên con đường khẳng định bản thân. Bạn không nên sợ hãi thất bại, bởi thông qua những lần thất bại, bạn có thể học hỏi được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm đáng quý, từ đó dần hình thành nên những bước đệm cho tương lai. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, giữ vững tâm lý để phấn đấu đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ hai là về mặt tài lộc. Do công việc không được thuận lợi nên tình hình tài chính của bạn cũng không mấy khả quan. Những người làm ăn kinh doanh cũng không được tốt hơn, bạn dễ chậm chân so với đối thủ để lỡ nhiều cơ hội làm ăn. Thời điểm này, điều khiến bạn cần làm là phải phá kén, phát huy khả năng, năng lực của bản thân mình thì mới có thể hy vọng tình hình tài chính được cải thiện. Đừng mãi đứng chờ vận may tới. Hơn nữa, trong tháng này chi nhiều hơn thu nên bạn cần có một kế hoạch cụ thể để tránh chi tiêu quá đà. Bước sang tháng 12 âm lịch này, chỉ cần các gia chủ tuổi Dần nhanh nhẹn, chăm chỉ hơn một chút, kết hợp với việc mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Dần Ngọ Tuất. Vật phẩm sẽ hóa giải những vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận hành thông. Thứ ba là về tình cảm và gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Dần tháng này không thật sự khởi sắc. Với những người đã có gia đình, trong tháng sẽ có xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán, tuyệt đối không áp đặt quan điểm bảo thủ của bạn khi có mâu thuẫn. Trong tháng 12 âm lịch này, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên của bản mệnh được hanh thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Dần nhớ mang theo bên mình vòng tam giác khai vận Dần Ngọ Tuất. Vật phẩm có tác dụng hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm kích tình duyên hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ tư là về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe tháng này của bạn cũng không quá khả quan do chịu tác động tiêu cực từ hung tinh thiên nguyệt. Công việc, tài lộc không được như ý khiến bản mệnh mệt mỏi, phiền muộn, thậm chí là tự trách móc bản thân. Nhưng bạn nên nhớ, sông có khúc, người có lúc, ai cũng sẽ gặp những thời điểm khó khăn trong cuộc sống, không lúc này thì lúc khác. Quan trọng là bản thân mình có biết vượt lên trên để vượt qua những khó khăn đó hay không. Vào thời điểm cuối tháng này, những gia chủ tuổi Dần nên dừng lại, nạp năng lượng cho bản thân để chuẩn bị cho cuộc đua chạy nước rút vào những tháng cuối năm. Khuyên người tuổi Dần nên sử dụng kim bài thái tuế đem theo bên mình để hóa giải vận đen, đem lại may mắn, tài lộc và sức khỏe. Và tiếp theo đây, chúng ta sẽ đi vào tử vi chi tiết từng tuổi Dần trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất là tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Nhâm Dương Thủy gặp kỳ âm thổ là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Nhâm Dần cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Người tuổi Nhâm Dần tháng này có sức khỏe tốt hơn rất nhiều so với những người có cùng độ tuổi, cũng do bạn thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Tuy nhiên, các bệnh nhẹ hay bệnh tuổi già sẽ gặp phải trong tháng, nhưng tác động không đáng kể. Để may mắn thành công, các anh chị tuổi Nhâm Dần hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí của đất trời, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc của đất trời chứa đựng nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu đã được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào bên trong. Thứ hai là tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Giáp Dương Mộc gặp kỳ âm thổ là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên thì cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng tới công việc. Bước sang tháng 12 âm lịch là tháng thích hợp nhất để quản lý đầu tư và quản lý tài chính.
Với điều kiện bạn phải lên kế hoạch hợp lý và học hỏi trước. Nếu đầu tư một cách mù quáng không làm gì tốt sẽ gây ra hậu quả không thể khắc phục. Để cải thiện vận may trong sự nghiệp và hoạt động suôn sẻ vào tháng 12 âm lịch, bạn nên đeo vòng tay tam giác khai vận dần ngọ tuất. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh tăng cường vận khí, kích con đường tài lộc, công danh thêm phần hanh thông, rộng mở. Thứ ba là tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Bính Dương Hòa gặp kỷ âm thổ là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là những ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Bính Dần. Nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có được tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Những người tuổi Dần sinh năm 1986 sẽ khá may mắn trong tình yêu và mối quan hệ tình cảm. Nếu còn độc thân, bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực trọn đời và sớm kết hôn để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Nếu bạn đã gắn bó, một chuyến du lịch với người bạn đời của mình trong tháng này sẽ cải thiện hơn nữa mối quan hệ của bạn và làm cho cuộc sống trở nên ngọt ngào hơn. Trường hợp xấu, nếu bạn đã ở trên bờ vực ly hôn thì trong tháng này các bạn sẽ có thể hòa giải được. Thứ tư là tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998. Mậu Dương Thổ gặp kỷ âm thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Mậu Dần trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử phù hợp để tránh xung đột, ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Trong tháng này, những người sinh năm 1998 được dự đoán sẽ học hành tấn tới, thành tích học tập tiến bộ vượt bậc. Chính vì vậy, những người tuổi này nên tranh thủ cơ hội học thêm nhiều bằng cấp, chứng chỉ có lợi cho sự nghiệp ở tương lai. Ngoài ra, trong tháng này, tuổi Mậu Dần cũng sẽ gặp được quý nhân. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 12 năm 2020 âm lịch của các gia chủ tuổi Dần. Rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề tránh cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ và tên, cộng ngày tháng năm sinh và số điện thoại. Hoặc anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.